Các bạn ơi. Các bạn ơi. Các bạn biết gì không? Ta đi vào lớp cuối kia để ta thi nốt unit test. Why aren't there many pharmacies in Africa? Why? Because. Oh my God! Oh shit! Không gian truyền được bởi vì đúc tiếng Trung.
Các bạn ơi các bạn biết gì không? Từ từ, mình lau mặt cho các bạn. Ok, mình đang ở đây với cả người đã được học bổng BUV. Biết gì không? Chẳng là quan sát luôn bởi vì chính cứ bị nhầm. Ok, nói luôn đi. Bạn này này đã được học bổng BUV rồi đấy. Bao nhiêu? 40%. Comment xong rồi mình thả Instagram chị ý, xong mọi người vào hỏi kinh nghiệm nhé. Không có kinh nghiệm gì đâu. Okay, bye bye mọi người nhớ chúc mừng chị ý nhé. Bye bye ạ. Với team của GIAP thì cái team thì mình và chị sẽ gửi mọi người sau.